Hà Nội xem xét kỷ luật cán bộ liên quan gói thầu của AIC. Công an vào cuộc vụ châu bùi bị quay lén trong phòng thay đồ. Truy tố 11 người ở trung tâm đăng kiểm tại Bình Dương. Bằng tiến sĩ của ông Thích Trân Quang, chuyên gia nói bất thường, người hướng dẫn nói bình thường. Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức thời sự của báo Thanh Hóa. Vừa rồi là những nội dung được tóm lược sẽ có trong chương trình. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Tại hội nghị lần thứ 18, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội sáng 25 tháng 6, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Điều hành Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, hội nghị sẽ xem xét hình thức kỷ luật một số đảng viên theo thẩm quyền. Cụ thể, theo bà Nguyễn Thị Tuyến, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ tiến hành quy trình để kiểm điểm trách nhiệm xem xét hình thức kỷ luật một số đảng viên theo thẩm quyền liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước đối với các dự án gói thầu do công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, công ty AIC và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái AIC thực hiện từ năm 2011 đến năm 2021 tại một số đơn vị trên địa bàn thành phố và tại Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội. Công ty AIC được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp giấy phép kinh doanh năm 2010 do bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn giữ chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc. Những năm sau đó, công ty này trúng hàng loạt gói thầu lớn trong lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường tại nhiều địa phương. Những năm gần đây, cơ quan chức năng phát hiện nhiều thương vụ làm ăn phi pháp của công ty AIC gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Năm 2013, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm và sau đó Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm tuyên phạt 30 năm tù về tội vi phạm quy định đấu thầu, đều hối lộ liên quan đến Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai. Tháng 10 năm 2023, bà Nhàn tiếp tục bị Tòa Nhân dân thành phố Quảng Ninh xét xử sơ thẩm trong vụ án thông thầu Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Vào đầu năm 2024, Tòa Nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án tuyên phạt bà Nhàn 10 năm tù về tội vi phạm quy định đấu thầu, tổng hợp hình phạt hai bản án là 30 năm tù. Vụ án tại Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh là vụ án thứ ba bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị khởi tố và đang bị đề nghị truy tố. Ngoài ra, tháng 12 năm 2023, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định đấu thầu trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Máy tính Việt Nam (VNCERT) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Tổng cộng, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bị khởi tố, truy tố và xét xử trong 4 vụ án tại một số tỉnh thành phố. Hiện bà Nhàn đã bỏ trốn và đang bị truy nã. Thưa quý vị, tiếp ngay sau đây, mời quý vị đến với những tin tức đáng chú ý đã diễn ra. Quý vị đừng bỏ lỡ. Ngày 25 tháng 6, Công an quận 3 thành phố Hồ Chí Minh đã vào cuộc để xác minh, điều tra vụ việc Bùi Thái Bảo Châu, 27 tuổi, là người mẫu, nghệ danh Châu Bùi, trừng báo bị quay lén khi thay đồ trong nhà vệ sinh ở một studio trên địa bàn. Công an phường Võ Thị Sáu quận 3 xác định nghi can đặt chiếc đồng hồ có camera quay lén là nam thanh niên thuộc ekip của Châu Bùi và hãng mỹ phẩm Bước đầu, người này đã thừa nhận hành vi. Cơ quan điều tra đang làm rõ động cơ của năm thanh niên này để làm căn cứ xử lý. Hiện, công an quận 3 đang phối hợp cùng công an phường nơi xảy ra vụ việc để tiến hành mời những người liên quan lên làm việc. Năm thanh niên nghi quay lén Châu Bùi cũng được lực lượng chức năng đưa đến hiện trường, khoảng 15 phút sau tất cả lực lượng rời đi. Đại diện studio xác nhận có sự việc Châu Bùi bị quay lén. Tuy nhiên, cơ sở này cho biết năm thanh niên đặt máy quay lén không phải là nhân viên của cơ sở này. Sau khi xảy ra vụ việc, cơ sở đang phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý vụ việc. Ngày 25 tháng 6, nữ người mẫu đăng tải bài viết trên Facebook cá nhân có nội dung cô là nạn nhân của một vụ quay lén. Cụ thể chiều 23 tháng 6, cô cùng ekip có buổi thử đồ cho nhãn hàng tại một studio có tiếng ở phường Võ Thị Sáu quận 3. Trước khi đến nơi, ekip sản xuất đã kiểm tra các phòng có thể dùng để thay đồ và studio có nhiều camera nên chọn phòng vệ sinh vì kín đáo an toàn nhất đây cũng là một studio mình hợp tác nhiều lần trước đó nên cũng khá yên tâm, nữ người mẫu chia sẻ. Sau khoảng 30 phút thay đồ trong phòng, nữ người mẫu thấy ở góc nhà vệ sinh có vật thể hình tròn dầu dưới một chiếc khăn trắng nên kiểm tra và phát hiện một chiếc đồng hồ cơ rất nóng ở mặt sau và liên tục nhấp nháy đèn khi bấm nút. Nhóm của Châu Bùi cùng phía studio tiến hành trích xuất hình ảnh trong camera dấu kín, phát hiện những hình ảnh nhạy cảm của nữ người mẫu được quay rõ nét. Những người tại đây tình nghi về người thực hiện chiêu trò bẩn này là NTH, là nhân sự của nhóm sản xuất. Châu Bùi cùng những người có mặt đã truy vấn hát. Ban đầu hát quanh co, nhưng cuối cùng thừa nhận mình là người lén đặt camera dấu kín để quay lén hình ảnh nhạy cảm của nữ người mẫu trong quá trình thay đồ trong nhà vệ sinh. Châu Bùi cùng đại diện studio trình báo công an địa phương về vụ việc nói trên. Công an đã tiếp nhận và đang trong quá trình xác minh điều tra. Ngày 25 tháng 6, phía Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã chuyển hồ sơ và cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án nhận hối lộ liên quan đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6108D, phường Tân Định, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương qua Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương. Theo cáo trạng, 11 bị can bị truy tố gồm Lê Minh Quang, phó giám đốc phụ trách, Nguyễn Mạnh Tường, phó giám đốc, các đăng kiểm viên Hoàng Thanh Phương, Lê Thái Quốc Cường, Nguyễn Xuân Nhàng, Đinh Thế Sơn, Đoàn Phước Tấn, Hồ Hoàng Hải, trưởng phòng nghiệp vụ và các nhân viên nghiệp vụ Trần Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Ngọc Hoàng An, Hà Quốc Tuấn. Từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 10 năm 2022, các bị can trên đã cấu kết chặt chẽ với nhau, cùng thống nhất thực hiện việc nhận tiền của các chủ phương tiện hoặc tài xế để bỏ qua lỗi kỹ thuật của phương tiện xe cơ giới trong quá trình kiểm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, nghiệm thu xe cơ giới cải tạo. Tổng số tiền nhận hối lộ của các bị can khoảng hơn 100 triệu đồng. Theo điều tra các bị can biết rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vì lợi trước mắt nên vẫn thực hiện. Mắt xích tiêu biểu trong vụ án này là bị can Lê Minh Quang, 51 tuổi, đăng kiểm viên bậc cao, nguyên phó giám đốc phụ trách trung tâm đăng kiểm 6108D. Quang cũng chỉ đạo lập quỹ đen từ tiền hối lộ để chia cho cán bộ nhân viên trong trung tâm. Theo đó, một số nhân viên tại trung tâm nhận tiền từ quỹ đen nhưng không trực tiếp tham gia vào việc đăng kiểm, bỏ qua lỗi kỹ thuật, không trực tiếp nhận tiền hối lộ và không thỏa thuận với chủ phương tiện. Tất cả số tiền nhận từ quỹ đen đã được nộp lại. Sáng 25 tháng 6, tòa nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Sơn, 34 tuổi, thường trú xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Vụ án từng được dư luận rất quan tâm. Hội đồng xét xử đã triệu tập gần 10 người có quyền nghĩa vụ liên quan và hàng loạt người làm chứng tham dự phiên tòa, song có đến hơn chục người vắng mặt. Tòa đồng quan điểm với đại diện Viện Kiểm sát cho rằng việc vắng mặt của những người này có khả năng ảnh hưởng đến nội dung vụ án. Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa dự kiến mở lại vào ngày 18 tháng 7. Theo cáo trạng, Sơn và T là bạn thân thiết với nhau. Sơn thường xuyên đến nhà chơi nên biết con gái của T sinh năm 2020 đang học chung lớp trường mầm non của con trai Sơn tại phường 6, thành phố Tân An, Long An. Do thiếu nợ của nhiều người, và bị các chủ nợ liên tục đòi, Sơn đã nảy sinh ý định bắt con của T rồi kêu Tê đưa tiền chuộc. Khoảng 15 giờ ngày mùng 2 tháng 10 năm 2023, Sơn thuê một chiếc xe hơi có tài xế lái đến trường mầm non đón con rồi xin đón luôn con của T về cùng. Do cô giáo biết Sơn và Tê là bạn thân nên đã đồng ý. Sau đó, Sơn bảo tài xế trở về nhà, gửi con trai của mình cho mẹ của Sơn giữ, rồi tiếp tục nhờ tài xế chở Sơn và con của T đến Thảo Cầm Viên ở thành phố Hồ Chí Minh chơi rồi cho tài xế chạy về. Lúc này, Sơn Định đưa cháu bé con của bản thân lên Đà Lạt, nhưng sợ cháu bé đi xa sẽ khóc nên đã gọi taxi đưa bé đến một khách sạn thuộc phường An Phú, thành phố Thủ Đức để thuê phòng nghỉ. Sau đó, Sơn đón taxi đến bến xe Miền Đông, mua vé xe đi Đà Lạt, Lâm Đồng. Trên đường đi, kiểm tra các tài khoản, Sơn thấy đã nhận hơn 700 triệu đồng. Do anh Tê liên tục than khó khăn nên Sơn hạ tiền chuộc xuống còn 1 tỷ đồng, với điều kiện gia đình không được trình báo cảnh sát. Khoảng 21 giờ cùng ngày, xe khách đến đoạn đường thuộc thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, Đồng Nai thì Sơn bị lực lượng cảnh sát bắt giữ. Qua lời khai của Sơn, bé gái sau đó cũng được gia đình đón về nhà an toàn. Tại cơ quan điều tra, Sơn khai chỉ bắt cóc bé gái đòi tiền chuộc, không có ý hại nạn nhân. Cảnh sát đã thu hồi tại 4 ngân hàng cùng 12 chủ nợ của Sơn tổng số tiền gần 920 triệu đồng trả lại cho gia đình bé gái. Quá trình điều tra, gia đình bé gái có đơn xin giảm nhẹ cho Sơn. Phó giáo sư Nguyễn Tiến Trung, giảng viên một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ việc các cử nhân chính quy loại giỏi học thẳng lên tiến sĩ không hiếm, điều này đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép và các trường thực hiện nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, việc một cử nhân hệ vừa học vừa làm, hệ tại chức học thẳng lên bậc tiến sĩ không nhiều, có thể coi là hiếm. Phó giáo sư Nguyễn Tiến Trung cho rằng, người học hệ vừa học vừa làm đa số đã lớn tuổi hoặc chỉ nhu cầu có bằng đại học để đáp ứng chuẩn yêu cầu nghề nghiệp không theo hướng nghiên cứu học thuật. Cũng theo ông Phó Giáo sư Nguyễn Tiến Trung, quy chế đào tạo chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ thời gian để hoàn thành bậc tiến sĩ tiêu chuẩn là 3 đến 4 năm. Chỉ nghiên cứu sinh nào đặc biệt xuất sắc được hiệu trưởng trường đại học phê duyệt mới có thể rút ngắn thời gian hoàn thành xuống tối đa 36 tháng, tức 3 năm. Trong khi đó, ông Thích Trân Quang lại chỉ cần 25 tháng, tức hơn 2 năm để hoàn thành. Vị chuyên gia phân tích hai điểm bất thường trong trường hợp này. Thứ nhất, thời gian đào tạo và bảo vệ luận án tiến sĩ của ông Thích Trân Quang ngắn hơn rất nhiều so với quy định. Điều này cần xem xét lại quy chế của Trường Đại học Luật Hà Nội trong đào tạo tiến sĩ và quy trình thẩm định kết quả học tập của nhà trường. Thứ hai, thông thường, một cử nhân loại giỏi học thẳng lên tiến sĩ sẽ phải học bổ sung từ 4 đến 8 môn, trung bình mỗi môn 2 đến 3 tín chỉ. Các nghiên cứu sinh sẽ cần tới gần một năm để hoàn thành hết số tín chỉ bổ sung theo quy định. Sau đó các nghiên cứu sinh sẽ tự làm việc, tự học tập, bổ sung đầy đủ các kiến thức ở bậc tiến sĩ, quãng thời gian này mất khoảng gần 2 năm. Như vậy, để hoàn thành các nội dung đào tạo tiến sĩ, nghiên cứu sinh cần tối thiểu 3 năm, tiếp đó mới bước vào giai đoạn nghiên cứu, thực hiện khảo sát, viết luận án. Phó giáo sư Trung phân tích, tôi chưa từng gặp nghiên cứu sinh nào học thẳng từ cử nhân lên mà hoàn thành chương trình tiến sĩ trong 2 năm. Trừ trường hợp nhà trường dồn toàn lực cho nghiên cứu sinh, dạy ngày dạy đêm, thậm chí tổ chức dạy cả cuối tuần mới chạy đủ các nội dung kiến thức bổ sung. Người học cũng phải siêu nhân lắm mới có thể tiếp thu và hoàn thành được chương trình với thời gian siêu ngắn. Một nữ giảng viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân ngạc nhiên trước câu chuyện ông Thích Trân Quang hoàn thành bậc tiến sĩ chỉ trong 2 năm, vì thông thường ai nhanh nhất cũng phải hơn 4 năm, người nào 3 năm đã quá giỏi. Vị giảng viên này đánh giá việc hoàn thành chương trình học tiến sĩ chỉ trong 2 năm là điều không khả thi, cần xem xét đánh giá lại chất lượng luận án của ông Thích Trân Quang. Là giảng viên cao cấp, nguyên phó trưởng khoa pháp luật hành chính nhà nước, giáo sư Nguyễn Minh Đoan được Trường Đại học Luật Hà Nội giao nhiệm vụ hướng dẫn ông Thích Trân Quang thực hiện luận án tiến sĩ, đề tài, nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam. Giáo sư Nguyễn Minh Đoàn cho biết, luận văn của ông Thích Trân Quang tập trung giải quyết nội dung liên quan đến định chế quốc tế về quyền con người, nghĩa vụ nói chung của con người với nhà nước, với cộng đồng mới là nền tảng tiên quyết về quyền con người và nghĩa vụ phải được hoàn thành trước, sau đó công dân mới có cơ sở đòi hỏi quyền. Toàn bộ từ ý tưởng nghiên cứu đến nội dung đều do ông Thích Trân Quang đề xuất và thực hiện. Giáo sư Đoan chỉ đóng vai trò là người hướng dẫn đưa các ý tưởng vào khuôn mẫu luận án theo yêu cầu của Trường Đại học Luật Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo sư Nguyễn Minh Đoan cho rằng đây là vấn đề nghiên cứu lớn và đột phá. Vị này nói, tôi từng hướng dẫn nhiều nghiên cứu sinh nhưng đây là trường hợp đặc biệt. Giáo sư Nguyễn Minh Đoan phân tích rằng về tốc độ luận án, nghiên cứu sinh Thích Trân Quang thực hiện rất nhanh. Ông Đoan đánh giá ông Thích Trân Quang là người có năng lực, đam mê nghiên cứu khoa học, chứ không phải làm vì nghĩa vụ làm cho có. Nguyên Phó trưởng Khoa Pháp luật Hành chính Nhà nước cũng thông tin thêm, trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu, luận án tiến sĩ, ông Thích Trân Quang hoàn thành đầy đủ các yêu cầu với một nghiên cứu sinh. Vào khoảng 0 giờ 36 phút ngày 25 tháng 6, tài xế Phạm Hoàng Hải, 45 tuổi, trú ở thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, điều khiển xe khách Mai Toàn, biển kiểm soát 18F00058, chở 43 người lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc Nam. Khi đến khu vực ngã tư Long Mỹ, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, xe khách này va chạm với xe tải biển kiểm soát 77C 18356 do Nguyễn Minh Tâm, 36 tuổi, chú huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định điều khiển chở răm gỗ chạy hướng đường Long Vân, Long Mỹ lên huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. Vụ va chạm làm phần cabin của xe khách biến dạng, hư hỏng hoàn toàn, xe tải bị hư hỏng phần thân xe. Thùng nhiên liệu của xe khách và xe tải bị tác động biến dạng, nhiên liệu tràn ra mặt đường. Cả hai tài xế xe khách và xe tải đều bị thương. Tài xế xe tải là Nguyễn Minh Tâm được người dân đưa đi cấp cứu riêng tài xế xe khách là Phạm Hoàng Hải bị mắc kẹt trong cabin. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Bình Định điều động một xe cứu nạn cứu hộ, một xe chữa cháy và 12 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường cứu nạn. Lực lượng cứu nạn phá vỡ phần cabin xe khách để đưa tài xế bị thương ra ngoài. Đến 1 giờ 52 phút cùng ngày, tài xế Phạm Hoàng Hải được đưa ra khỏi cabin và chuyển đi cấp cứu. Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy Phước Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Định và Công an phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn đã cử lực lượng điều tiết giao thông bảo vệ hiện trường vụ tai nạn. Bước đầu, trạm Cảnh sát Giao thông Tuy Phước xác định hai tài xế xe khách và xe tải không vi phạm nồng độ cồn, xe chạy đúng tốc độ cho phép. Ngày 25 tháng 6, Công an thị xã Việt Yên đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang điều tra vụ án mạng xảy ra tại thôn Mi Điền 3, thị trấn Đánh. Theo cơ quan chức năng, Tối 24 tháng 6, chính quyền địa phương nhận tin báo về việc phát hiện một đôi nam nữ bất tỉnh với nhiều thương tích tại một phòng trọ trên địa bàn. Khi đến hiện trường, cảnh sát xác định cô gái VTAT, 20 tuổi, quê Làng Sơn đã tử vong, còn HHT, 31 tuổi, được đưa đi cấp cứu. Bước đầu, cảnh sát xác định VTAT có quan hệ tình cảm với HHT, 31 tuổi, cả hai sống cùng nhau tại nhà trọ ở địa chỉ trên. Khi phát sinh mâu thuẫn, chị VTAT chia tay bạn trai và chuyển đi nơi khác sống ngày 24 tháng 6, HHT gọi chị VTAT về phòng trọ lấy đồ. Sau đó, hai người cãi vã xô xát. Tối cùng ngày, người dân phát hiện HHT và VTAT nằm bất động trên giường với nhiều thương tích và vết máu loang. Dù được đưa đi cấp cứu, chị VTAT không qua khỏi, còn HHT đang được điều trị trong bệnh viện. Nhà chức trách cho hay sức khỏe của HHT đã ổn định, không ảnh hưởng đến tính mạng. Chiều 24 tháng 6, ông Lang Xuân Chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến hai anh em ruột tử vong thương tâm. Theo đó khoảng 13 giờ trưa cùng ngày, cháu Quang Đại Nam 11 tuổi, chú xã Châu Bính và em gái Quang Mộng Kiều 7 tuổi cùng một nam sinh gần nhà ra khu vực sông Hiếu tắm. Trong lúc tắm, cháu Kiều không may xảy chân vào vũng nước sâu. Cháu Kiều tiếp tục bị dòng nước đẩy trôi ra xa. Thấy vậy, Nam vội bơi ra để cứu em gái xong bất thành. Cả hai anh em cùng bị dòng nước nhấn chìm nam sinh còn lại sau đó vội chạy về gọi người lớn ra ứng cứu rất đông người dân cùng thợ lặn ra tìm phải đến chiều tối mới tìm thấy thi thể hai anh em được biết tại thời điểm đó mẹ hai em đang đi cây lúa còn bố đang đi làm xa ở miền nam do trời nắng nóng nên hai anh em ở nhà rủ nhau ra khu vực cầu máng chơi rồi dẫn đến vụ việc đau lòng trên lãnh đạo xã châu bính cho biết gia đình chồng nam thuộc diện hộ nghèo hiện cả gia đình đang sống cùng ông bà nội ông phạm sĩ bình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết, khoảng 16 giờ ngày 24 tháng 6, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến em LGA, học sinh lớp 7A5 của trường Trung học cơ sở Sơn Cầm 1, thành phố Thái Nguyên tử vong. Sự việc xảy ra lúc 16 giờ chiều cùng ngày tại bể bơi nhà trường. Theo ông Bình, khi xảy ra sự việc trên, thầy giáo dạy bơi đang ở gần học sinh. Phát hiện có dấu hiệu bất thường từ học sinh, thầy giáo đã thực hiện sơ cứu ban đầu và đưa đến trạm y tế xã gần đó, nhưng nạn nhân không qua khỏi. Đây là chương trình dạy cho các học sinh tập bơi để phòng chống đuối nước do trường tổ chức. Theo thông tin từ gia đình, em LGA cao 1m55, còn bể nước chỉ cao khoảng 1m2. Thậm chí nạn nhân đã biết bơi nhưng vẫn bị đuối nước chưa rõ nguyên nhân. Ông Bình thông tin, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Thượng tọa Thích Trân Quang, trụ trì chùa Thiên Tôn Phật Quang ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, không được thuyết giảng dưới mọi hình thức trong 2 năm Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, quyết định này được đưa ra sau phiên họp cách đây ít hôm ở Thiền viện Quảng Đức, thành phố Hồ Chí Minh, do Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ trì. Ngoài bị cấm thuyết giảng, Thượng tọa Thích Chân Quang không được chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại chùa Phật Quang và các địa điểm khác trong 2 năm. Thiền tôn Phật Quang và Thượng tọa Thích Chân Quang phải thu hồi tất cả các phái quy Tam Bảo có nội dung tự sửa một trong năm giới không đúng với giới luật ngũ giới do Đức Phật chế trong giới luật Phật giáo. Gỡ bỏ tất cả các bài giảng có nội dung gây hoang mang xã hội. Thượng tọa Thích Chân Quang và ban quản lý Thiền Tôn Phật Quang phải chấn chỉnh sinh hoạt của các đạo tràng, chúng thanh niên Phật Quang tại các tỉnh thành phố. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, một số nội dung thuyết giảng về giáo lý nhân quả của Thượng tọa Thích Chân Quang không đúng tránh pháp, gây hoang mang trong xã hội, làm suy giảm niềm tin Phật pháp và ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội. Theo báo Công Thương, thượng tọa thích chân quang, tên thật là Vương Tấn Việt, sinh năm 1959, là một nhà sư Phật giáo người Việt Nam. Ông hiện là trụ trì chùa Phật Quang, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Từng giữ vị trí Phó trưởng ban Kinh tế Tài chính, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Từ năm 1992, khi về núi dinh thượng tọa thích chân quang đã khai phá xây dựng chùa Phật Quang ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và được công nhận là trụ trì ngôi chùa này. Báo Bà Rịa Vũng Tàu dẫn các nguồn tin cho biết, khi về xây dựng chùa Phật Quang, Thượng Tọa thích Trân Quang đã ấp ủ niềm mơ ước là sẽ tổ chức và mở rộng các hoạt động từ thiện để giúp đỡ người nghèo. Với suy nghĩ này, ngay sau khi nhà chùa đi vào hoạt động, Thượng Tọa thích Trân Quang đã nghĩ tới việc thành lập hội từ thiện của chùa. Lúc đầu chỉ là vài thành viên trong nhà chùa, phân công trách nhiệm tổ chức vận động quyên góp, quản lý quỹ và giúp đỡ người nghèo. Sau một năm hoạt động, hội từ thiện chùa Phật Quang đã được các nhà hảo tâm nhiệt tình ủng hộ. Năm 2000. Thượng Tọa Thích Trân Quang quyết định mở rộng phạm vi hoạt động từ thiện của chùa từ Thành phố Hồ Chí Minh tiến tới xây dựng mạng lưới hội rộng khắp cả nước. Tuy nhiên vào khoảng năm 2010 xuất hiện mâu thuẫn giữa Thượng Tọa Thích Chân Quang với nhóm đệ tử tu hành tại chùa Phật Quang ở núi Dinh, xã Tân Hải, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu không được xử lý triệt để khiến nội vụ rơi vào phức tạp, gây mất ổn định tình hình địa phương. Thượng Tọa Thích Trân Quang được biết đến là người yêu thích âm nhạc từ nhỏ và đã sáng tác nhiều ca khúc với nhiều chủ đề khác nhau. Trong số đó có bài KV Sắc Thiêng Liêng, đã được phát trong buổi khai mạc Đại lễ Phật đàn Liên Hợp Quốc 2008. Ông là người đã tổ chức và tham gia trực tiếp vào việc thuyết giảng tại nhiều ngôi chùa, trong và ngoài nước, đã viết và xuất bản nhiều đầu sách ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Ngoài ra, cuối năm 2021, Thượng tọa Thích Trân Quang bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam với điểm cao gần như tuyệt đối. Đến ngày 3 tháng 4 năm 2022, Thượng tọa được Trường Đại học Luật Hà Nội, trao bằng tiến sĩ ngành luật. Thời gian qua, trước hàng nghìn người dự thuyết giảng tại Thiền Tôn, Thượng tọa Thích Trân Quang đã có những phát ngôn thuyết giảng khiến cộng đồng mạng dậy sóng, bức xúc. Trong đó có một số nội dung gây hoang mang dư luận như Ai hát karaoke nhiều, người đó có nguy cơ chết làm ma cầm. Không có chuyện gì đáng để đi mà xách xe đi tào lao, tốn xăng, làm ô nhiễm không khí, thì về ra sẽ phải nằm một chỗ, tức là bị tai biến hoặc bị liệt. Người câu cá là những người lừa đảo. Các bài giảng được đưa lên website của Thiền Tôn Phật Quang và mạng xã hội. Hiện website này không thể truy cập. Trong phái quy y tam bảo do Thiền Tôn Phật Quang phát hành, Thượng tọa Thích chân Quang ký tên Bổn Sư Truyền Thọ đã sửa giới thứ ba trong phần năm giới cấm từ không tà dâm thành không phản bội. Theo xác nhận của Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đến nay Thượng tọa Thích chân Quang không còn tham gia các ban ngành của Trung ương Giáo hội cũng như ban trị sự địa phương tỉnh bà rịa vũng tàu